Năm 1894, sau thất bại của triều đình Mãn Thanh, Trung Quốc bị các đế quốc chia năm xẻ bảy. Ai muốn di chuyển qua địa phận khác thì phải nộp thuế hàng hóa. Bản chất lươn lẹo từ nhỏ, anh Long đương nhiên là không muốn nộp thứ thuế vớ vẩn kia. Thế là anh đẩy người làm ngã vào đại sứ anh rồi nhanh tay nhét hộp nhân sâm vào vali của ông ta. Trong lúc tàu tới trạm dừng chân, anh Long và gia nhân xin đi ra ngoài. Mục đích là tới khoang chứa đồ của đại sứ anh để lấy lại hộp nhân sâm. Vừa vào anh phát hiện có một kẻ trộm đang lục vali của đại sứ anh. Anh Long cũng chạy lại lấy túi đồ màu vàng giống vậy. Tính quay ra thì gặp lính gác, anh bèn trèo lên trên phát hiện đồ của đại sứ anh bị mất. Đám lính bắt đầu đi kiểm tra. Mọi người liền mở hộp đồ ra cho lính canh xem. Hầu hết là các loại thuốc rẻ tiền như linh chi, mật gấu, nhung hương, nhân sâm. Bỏ mẹ rồi, anh Long phát hiện hộp nhân sâm lại là hộp chứa ngọc tỷ. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì anh Hữu xuất hiện bảo vệ mọi người. Đám lính sau khi biết người trước mặt là đốc quân Đông Bắc liền cười vui vẻ. Bọn em chỉ diễn tập kiểm tra thôi, không có gì thì em xin phép cáo lui. Chuyển cảnh tới xưởng luyện kim, cho săn bốn mắt giao quyền quản lý cho Lợi. Hắn ta ép công nhân ở đây làm tăng ca đêm trong vòng một tháng nhưng tiền tăng ca thì không trả. Không chấp nhận chuyện vô lý như vậy, công nhân tính đỉnh công. Oan liền bay xuống một mình đánh đám công nhân, khiến cho họ sợ quá phải chấp nhận làm. Bà Hai tính bán dây chuyền quý giúp anh Long mua nhân sâm để đền cho ông chủ Trần. Đám người của đại sứ phát hiện ra họ. Chúng nghĩ anh Long và bà Hai đi bán ngọc tỷ nên cho người tới cướp. Anh Long bèn đuổi theo, đòn đánh có vẻ uyển chuyển hơn nhưng vẫn chưa đủ đô. Thế là anh liền uống thêm chai nữa. Lúc này thì túy quyền thật sự mới phát huy. Tên Lợi lao vào đánh nhưng không thể chạm vào cọng lông chân của anh. Đã vậy lại còn bị anh Long đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cả đám người lao vào cũng không làm gì được. Rất nhanh bọn chúng đã bị đánh bại phải cong đít chạy. Công nhân bị mất việc làm tổ chức biểu tình bên ngoài công xưởng. Một vài người quá kích đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Đám lính canh thẳng tay đàn áp. Lúc này nhóm người của anh Long xuất hiện. Bọn họ liền lao vào giao chiến. Súng đạn của người Tây cũng không thể cản bước tiến của những con người dũng cảm. Giặc đến nhà thì đàn bà con gái cũng đánh. Sau khi được mọi người mở đường, anh Long tiến vào trong công xưởng cứu người. Đám người của tên chó săn bốn mắt đang vận chuyển hàng lậu. Thấy anh Long, chúng liền sai đàn em ra tấn công. Những người này mặc dù không có ý muốn làm tay sai, nhưng vì miếng cơm manh áo mà bán rẻ tổ quốc thì cũng đáng đánh. Vừa đối phó với đám ở bên dưới, vừa đối phó với những thùng than ở trên cao, anh Long có chút yếu thế hơn. Để tránh bị đánh thêm, anh liền lao vào khóa chặt chó săn lại. Hắn ta dùng cằm nhấn vào mắt làm anh Long có chút choáng váng. Thấy trên cơ, hắn cả khịa túy quyền chỉ là môn võ yếu kém. Thế là anh Long phải thất hứa với cha, dùng túy quyền để tấn công. Vừa giành được chút lợi thế thì bị tên Lợi ở dưới dùng thanh sát đỏ rực đánh lén. Anh Long còn bị đá xuống lò than đang cháy, dù rất đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng thoát ra ngoài. Anh lao vào tấn công, chó săn đánh thế nào anh cũng đứng dậy đánh tiếp. Đã vậy còn bị anh Long dùng chính tuyệt chiêu của mình đánh. Này thì chó săn, này thì coi cặc hiệu túy quyền, này thì bán nước hại dân. Mang quyết tâm cùng lòng yêu nước cao nhất, anh đánh hắn không khác gì đánh một con chó. Cuối cùng anh vác hắn lên cao rồi tung đòn kết liễu.